Câu hỏi là liệu có sự tái sinh? Cái gì đã làm nên sự chuyển sinh để một người đi từ lần sinh này sang lần sinh khác? Bây giờ, bạn cần hiểu điều này. Bạn phải có một số hiểu biết về cơ chế của bạn. Tôi đang nói về cơ chế cấu tạo nên một con người. Hãy xem, khi bạn nói tôi là một con người, ngoại di ngoài cùng là cơ thể vật chất. Trong yoga, chúng ta coi mọi thứ như cơ thể, vì bạn hiểu theo cách đó sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, chúng ta xem cơ thể là 5 chiều hoặc 5 lớp vỏ bọc. Anamaykosa nghĩa là cơ thể vật chất hay còn gọi là cơ thể thức ăn. Tiếp theo được gọi là Manomaykosa, có nghĩa là cơ thể tinh thần. Cái thứ ba được gọi là Pranamaykosa, có nghĩa là cơ thể năng lượng. Chúng đều là sự tồn tại vật chất. Cơ thể vật chất là rất thô, cơ thể tinh thần thì tinh vi hơn, cơ thể năng lượng thậm chí còn tinh vi hơn, nhưng cả ba đều là vật chất. Điều này cũng giống như bóng đèn là vật lý, bạn có thể thấy điều đó. Điện đằng sau cũng là vật lý, phải không? Dây kết nối cũng là vật lý. Các electron chạy qua dây dẫn cũng là sự tồn tại vật chất. Tương tự, cơ thể vật chất, cơ thể tinh thần và cơ thể năng lượng, tất cả đều là những chiều kích vật chất của cuộc sống. Cả ba chiều này đều mang những dấu ấn của nghiệp. Nó được in chìm trong cơ thể, in sâu trong tâm trí và in sâu hơn vào năng lượng. Và dấu ấn nghiệp hay cấu trúc của nghiệp là thứ giữ chúng lại với nhau. Nghiệp như chất xi măng giữ bạn với cơ thể vật chất. Nghiệp là sự trói buộc, đồng thời vì nghiệp mà bạn có thể bám vào cơ thể và ở đây. Bây giờ, nếu bạn có thể phá bỏ hoàn toàn cấu trúc nghiệp của mình, bạn sẽ hợp nhất với sự tồn tại. Giải thoát có nghĩa là thoát khỏi quá trình sống và chết. Vì vậy, khi một người chết, rõ ràng, cơ thể vật chất, thứ mà bạn dây mượn từ trái đất đã tan rã. Cơ thể này chỉ là một phần của trái đất, phải không? Bạn hiểu đúng không? Cơ thể vật chất này chỉ là một mảnh đất và chúng ta phải trả lại từng nguyên tử. Cơ thể vật chất sẽ tan rã, cơ thể tinh thần và cơ thể năng lượng sẽ tùy thuộc vào sức mạnh của nghiệp mà tiếp tục. Bạn không được phép mang đi một nguyên tử nào từ hành tinh này. Vì vậy, đây là những gì bạn đang đề cập đến như những con ma. Ai đó đã chết, nghiệp của anh ta vẫn còn mạnh bởi vì nó chưa kết thúc. Bây giờ, anh ấy cần thêm nhiều thời gian để tìm một cơ thể khác. Anh ấy vẫn tồn tại. Tất cả mọi người đều thành ma. Nhưng nếu ai đó chết một cách bất thường hoặc do vô tình hoặc tự sát, hoặc một số cách khác, họ sẽ thường tiếp xúc với bạn hơn bởi vì họ có cấu trúc nghiệp dữ dội hơn. Vì vậy, bạn và mọi người có thể trải nghiệm họ nhiều hơn một chút so với những người chết vì tuổi già. Nếu một người hoàn thành nghiệp đã định của mình cho cuộc sống đó, người đó sẽ chết một cách đơn giản nhất. Không bệnh tật, không tai nạn, không thương tật. Khi một người chết đơn giản như vậy, người đó có thể tìm thấy một cơ thể khác trong vòng vài giờ. Họ sẽ tái sinh rất nhanh. Đây là lý do tại sao trong truyền thống này, họ luôn nói, nếu một người hoàn thành cuộc sống của mình và chết một cách yên bình, đó là cách tốt nhất để chết, bởi vì họ không cần phải lanh quanh. Còn khi bạn bước đi trên con đường tâm linh thì mục tiêu cuối cùng là phá vỡ toàn bộ quá trình này. Bạn có thể tưởng tượng như sao, linh hồn của bạn giống như một bong bóng. Cái vỏ của bong bóng là cấu trúc nghiệp của bạn, bên trong có không khí.
Giả sử bạn thổi bong bóng, bạn làm vỡ bong bóng, thì không khí ở đâu? Không khí của bạn ở đâu? Không có thứ gọi là không khí của bạn, bởi vì nó đã hòa vào mọi thứ. Vì vậy, những gì bạn gọi là linh hồn chỉ là hư cấu, bởi vì không có cái gọi là linh hồn của bạn và linh hồn của tôi và linh hồn của ai khác. Bây giờ, nó được chứa trong cấu trúc nghiệp giới hạn, bị chứa trong cái bong bóng. Vì vậy, nó khiến bạn tin rằng bạn là một thực thể riêng biệt. Vì vậy, nếu bạn có thể lấy đi những chiếc chìa khóa dưới cấu trúc nghiệp, thì nghiệp của bạn sẽ sụp đổ. Vì vậy, kiếp này sang kiếp khác, kiếp sau, đừng tin tất cả những điều vô nghĩa này. Còn bây giờ, nếu bạn ngồi đây và chỉ nhắm mắt lại, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn cơ thể bạn đang có, phải không?